Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong cái video này thì mình sẽ mang đến cho anh em tiếp tục một con tàu nữa, nó cũng trong cái dòng gọi là những con tàu bị lãng quên. Đó là một con tàu khu trục Ashigara, một con tàu Nhật Bản anh em nhé. Đây là G178. Thì lần trước mình đã có làm cái con CGX với cái giao án nó là đi bắn chim. Được anh em ủng hộ cũng khá là căng đấy. Mà anh em cứ ủng hộ căng là mình lại có cái động lực để làm theo yêu cầu của anh em đấy nhá. Bạn này bạn ấy có nói rất là rõ ràng này, tiếp tục làm cái con Ashigara với giao án bắn chim. Ok, không biết là bạn đã đăng ký kênh của mình chưa? Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì bạn nhớ ấn cho mình cái chữ đăng ký nhá. Cho mình thêm một subscribe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh em cố gắng mà đăng ký subscribe lên. 8.500 người đăng ký ấy, là mình có lẽ mình sẽ xin với nhà phát triển là cho các bạn một cái giải thưởng gì đấy. Và tất nhiên rồi, nó cũng chỉ có giới hạn khoảng một vài suất gì đấy thôi, mà chắc chắn là sẽ xin được nhá. Đấy. Bây giờ thì nhà phát triển họ đã nói là cái mốc thôi được, một lát nữa mình sẽ nói về vấn đề sau. Và chúng ta sẽ nhìn qua chỉ số nhá. Con tàu này thì chắc là anh em ai cũng thể sở hữu được rồi. Nó là cái bậc hiếm nha, vừa 15 rồi mà anh em sẽ mua được hết. Đấy, nó sẽ nắp tương tự cái dàn vũ khí tương tự như con CGX ở cái clip trước ấy. Đấy, có tất cả là 4 nhá, 4 tên lửa đấy, chia làm 3 khe, 2 khe đơn rồi 1 khe đôi. Nắp hết là HQ26 này, pháo cũng tương tự như vậy, A20M. Khác biệt ở đây mình sẽ nắp cái loại là Topaz, có loại ống phóng ngư lôi này thì tầm nó hơi ngắn anh em ạ. Nhưng mà những cái chỉ số khác thì nó rất là ok nha, khóa mục tiêu chỉ khoảng 1 giây rưỡi thôi, rất là nhanh. Tốc độ trôi thì ở cái mức độ ổn định 116. Đây, cái phòng không thì mang tiếp con Mi-28 đi, phòng không cho nó tốt. Và 6 cái vũ khí phòng không mình sẽ nắp cho là cái RIM-162D kẹp với 4 cái GRNG. Ok chưa anh em? Rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu luôn nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lại lan man một chút về cái vấn đề mà mình vẫn nói vừa nãy mình nói với anh em ấy, là chúng ta sẽ cố gắng anh em subscribe đăng ký kênh của mình cho nó được 8.500 đi. Tại vì cái đợt mà 8.000 người đăng ký ấy, là mình cũng có xin nhà phát triển rồi và nhà phát triển cũng đã cho rồi. Đấy, họ cho là 2 suất được nhận pass VIP, 2 suất là nhận pass cao cấp và 2 suất là nhận 1.000 vàng. Đấy, thì có nghĩa là tính tổng cộng sẽ có 6 suất đấy. Đấy, thì mình cũng nói với họ thì họ bảo là cứ khi nào mà được 500 người đăng ký mới thì cứ nhắn với họ một câu thì họ sẽ check cho một cái giải thưởng gì đấy. Đấy, ông này ông đi lên đi. Đấy, thì cái đợt lần trước mình đã xin rồi là 8.000 người đăng ký ấy. Em cứ cố gắng mà subscribe đi đến 8.500, có nghĩa là chúng ta lại được một cái mốc 500 người đăng ký mới ấy, thì mình sẽ lại đi xin tiếp. Đấy, sau đến cái mốc 9.000 người đăng ký thì mình cũng lại xin tiếp. Nói chung là cứ được 500 người đăng ký mới thì mình sẽ lại đi xin. Nó cứ được cái mốc tròn tròn như vậy nhá. Bắn căng này, cái đội hình này. Anh em thấy cái quả pháo uy tín không? Nếu anh em đã xác định bắn chim nhá, tên lửa nó sẽ không, nó chỉ một phần ở đấy thôi, nhưng mà ở trong phạm vi mà nhìn thấy thì cái pháo này nó sẽ cực kỳ là uy tín, rất là nhanh thôi, chắc là bắn này nhử đúng không? Đấy, mình đoán là nó chỉ nhử thôi. Đấy, anh em thấy bắn kinh không? Lúc nãy mình nhớ là chắc là mình vừa bắn dụng một con máy bay không người lái gì đấy. Ở mang với cái này thì anh em mà hạn chế đi đối đầu nhá. Chúng ta hạn chế đối đầu trực diện bởi vì cái đồ này thì bắn nó sẽ rất là yếu. Ôi trời ơi, Ashigara nó thiết kế đúng là không khác gì một cái phiên bản có thể nói là đàn em của con CGX ấy anh em. Nhìn thiết kế rất là giống luôn. Từ nãy giờ là mình gây ức chế cho thằng tàu sân bay nó rất là nhiều đấy anh em ạ. Đây, đúng rồi. Ôi rồi, kéo phi hỏng rồi anh em ơi. Ôi trời ạ. Không ổn. Em thấy thằng tàu sân bay nó cay mình không? Nó cay mình lắm đấy chứ. Không ổn tí nào anh em ạ. Nó đang quay mình tứ phía đây này. Ở trước có người, sau cũng có người. Giờ mình lại cứ mãi tập trung bắn cái thằng tàu ngầm, mình lại không xử lý được cái thằng tàu sân bay ấy. Đau chứ nhỉ. Ui. Ui. Thôi. Ôi, toàn. Ôi giời ạ. À.
ấy u rồi đúng mà mang cái giáo án này mới cắm lọ chứ nị. Bắn nó không có đam. Ui giời ơi, này đến bao giờ mới chết hả anh em? Không chết được anh em ạ. Qua là cày, mình không hiểu cái team mình. Ui giời ơi, cũng phải thông cảm thôi anh em ạ. Quả này thì nếu mà tính ra mà mình đi chắc một tí ấy, tức là mình không lao lên sớm để mình bắn chim ấy, thì nó cũng chẳng sao đâu. Chắc là cũng lại tương tự như cái clip trước rồi con CGX thôi. Lúc đầu thì cũng phải từ từ nó mới có nhịp được. Đi lên này. Mấy ông này cà mờ lắm, đi lên kiểu gì cũng dính bẫy ngay. À thì bạn xem những anh chàng level 10x và 2x bắn nhau. Xem bao giờ mình chết. À có sự góp mặt của Bulava. Anh dùng quan này anh tỉnh này. Level 21 rất tỉnh luôn. Chắc chết rồi đấy. Sân bay mình thì cũng sắp toang. Có toang không? Không toang, như vậy là không toang anh em nhé. Không toang vẫn thoát được. Ôi, có lẽ là cũng tính nước mà chuồn thôi. Nhìn xem cái ông này đấu nó hơi mất thời gian đấy. Sân bay ra hỗ trợ này. Ô, mình vừa thấy nó thả máy bay mà. Ôi trời ạ. Nhưng mà cho mấy ông level 1x 2x. Ồ thực sự luôn. Úi xòi, ăn quả x3 Bulava vào mồm. Thôi toàn. Cái đội hình này là xác định toàn. Không ăn thua anh em ạ, tiếp tục nhá. Có lẽ là mình sẽ phải chắc cú hơn trong cái việc di chuyển thôi. Vậy thực ra thì trụ thì vẫn có thể trụ được, nhưng mà do là mình di chuyển bị lỗi, hơi ngáo ở cái đoạn đầu trận đấu ấy, lao lên theo kiểu một mình thế, đam thì không có. Thôi rồi, thua keo này chúng ta bày keo khác. Chết một lần là bớt dại một lần. Chết hai lần là bớt dại hai lần. Anh em định đi kiểu gì đây? Đây, ui dồi, Barat à? Ô, bạn này bạn Việt Nam này. Ôi được, ui dồi, bạn xoay chưa? Bạn xoay chưa? Bạn cứ đi với mình. Đừng có hổ báo lao lên nhá, rút kinh nghiệm từ trận trước đi. À, đi check map, check map thì được. Gặp anh em Việt Nam mà team mình thì nó lại uy tín quá. Trận này có khả năng phải 70% là không tính tiền. Mặc dù mang giáo án phòng không thôi nhưng mà đáng tiếc là lại không được tàu sân bay đi đâu chứ nè. Trời ơi anh em thấy không, được bắn nhá, được bắn mà anh em thấy nó phế vật không? Quá là phế vật. Ngư lôi trôi vào mồm, cái này khắc tiền, cái sát thương chính là từ pháo mình, từ ngư lôi tên lửa làm gì có đâu. CG3 chắc là đi rồi. Ngầm. Ô 174k không đi này. 174.000 máu quả đấy không chết này. Hư cấu. Đây em ra đây em phả cho nó cái nữa. Còn chết luôn. Ôi giời ơi. X4 tên lửa quả đấy nó mới đủ anh em ạ. Nhục nhã gaming. Các khi đi theo ông xoài chua này là hay ấy. Bắn chim như này, trận này không gặp tàu sân bay, có trận trước gặp đấy thì ngon. Nhưng mà đi lỗi quá. À đây rồi, xả giới thôi. Xả giới 4 quả mồm. 4 quả chắc khoảng hơn 80k đàm đấy. Nếu mà nó đi lên là nó dính. Ui dồi 60, thế là dính 3 quả. Hay, có tên lửa chống ngầm hay. Quá. Ui dồi, không kịp anh em ạ. Đây rồi. Ô, mất tầm nhìn này. Phải tiêu diệt.
quá là khôn rồi. Khôn đến mấy cũng phải chết thôi. Cái HQ26 thì nó mà hồi nhanh lắm. Hiệu ứng xăng chấn là chính nè. Ui. Ui. Đời sao nó nắm trò thế? Đời sao nắm trò thế? Bây giờ bạn sẽ phải trả giá với 4 quả ngư lôi của mình đây. Rồi ok. Tạm thời là ui. Ui 153k đam. Sống không? 95. Không sao, không sao. Không sao anh em ạ. Không sao. Tôi chết dở rồi. Ôi trời ơi. Có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình lại đập mặt vô nhau. Vắt giò heo ạ. À. Vẫn là một củ rưỡi anh em nhé. Vẫn một củ rưỡi nhưng mà vẫn gay. Anh em phải thông cảm tại vì mang HQ26 nó không có đam. Ai gì nó quá khôn rồi. Thế mình đi ra thằng này cái nó ra nó chặt đầu luôn. Cái người đồng đội còn lại đâu? Đấy rồi, bánh mì kẹp thịt đấy rồi. Thua thì toàn một trận thôi, làm gì mà thua mãi thế đúng không? Anh em phải biết chơi chứ. Xoài chua cố lên. Ông này ông gì đây? Ông player cái gì đây? Cố lên. Này đúng không? Cầm con Arkansas này nó bắn không đỡ nổi. Ui dồi ông xoài chua cũng tí toang anh em ạ. Xem con này mang cái gì nào. Resm Bulava HPG 45. Thế thì kinh rồi. Ôi, giờ mày chúng ta lại xem ông này đấu rồi. Xem mấy cái ông gà mờ bắn nhìn cảm giác nó ngứa mắt thế nhỉ. Ok, ông này chết đi anh em ạ. À. Thằng đồng đội với mình kéo chết đấy. Chết thật rồi anh em ạ, à. Level 19 đấy. Đó, đó, đó. Anh em thấy cái sự khác biệt chưa? Anh em đã thấy cái sự khác biệt của một cái người gà mờ. Một cái người gà mờ và một cái người mà người ta có kinh nghiệm, ít nhất người ta cũng level 41 đúng không? Thì nói thật với anh em nhá, mang cái bộ trang bị mà nó không có đam ấy thì nó rất là khó chơi. Nó nghĩ đâu trận này chắc thắng rồi chứ nhỉ. Ông xóa chùa trọng gãy nốt thôi, mình không tin ông này. Mình phải khẳng định luôn đấy, chẳng ai làm gì ấn bẫy mồi. Tâm lý nó đã kém rồi mà. Chơi không nổi đâu. À, Bulava nào. À, hai. Như vậy là được quả Bulava. Hai ông thì đeo trong tình trạng yếu máu, ông kia yếu hơn. Ông này còn 11.000 máu này. Anh em thấy hay không? Anh em thấy thằng Arkansas bên đội bạn nó hay không? Tôi chỉ ước là team tôi có một người như thế thôi. Tôi chỉ ước thế thôi. Anh em thấy nó bắn hay không? Bên mình đấy, anh em Việt Nam đấy. Trời. Thôi được rồi. Lại tiếp tục nha. Buồn thì cũng phải cống hiến cho anh em thôi. Cái này thì mình không quyết định được. Team thì nó thực sự là nó quá là chán. Ghép với mấy cái ông never cao ấy thì nhiều khi mình mang dán phòng không này thì nó còn có cái tác dụng một tí. Tức là kiểu mình đi quấy rối. Đấy, chứ bây giờ để những ông khác cũng còn làm việc ấy. Chứ bây giờ mình ghép với mấy cái ông gà mờ như thế. Thế bây giờ mới là mình không có đam. Thế thì ai là cái người có đam đây? Đúng không? Trong khi toàn 1x2x nó rất là khó chơi ấy. Ghép level cao một tí đi. Trận này ui giời ơi. Tôi ghép cho level cao tí đi. Rồi ạ. À. Quyết tâm phải phục thù. Đấy, mang tiếng có tàu sân bay đấy. Em biết sân bay nó vào để làm cái gì, nó đứng làm cảnh ấy. Chắc đứng làm cảnh. Buồn không chứ nhỉ, sân bay level bao nhiêu? Level 19 và chúng ta sẽ xem qua cái chỉ số của ông này. Một lượt thích ạ. À. Tông môn nhà ông. Ôi giời ơi. Mặc dù biết là nó khó chơi nhưng mà anh em mà đã yêu cầu nó cứ phải nhiệt tình thôi. Tầm này thôi em đi. À, đây. Thế thì thôi.
Hình như là có anh Ấn Độ. Có anh chàng Ấn Độ. Trời ơi, đứng đây chơi combo tâm lý là chính này. Đây, cái đồ này đấu chúng nó không đấu được anh em ạ. Đấu chúng nó không đấu đâu. Chắc là mình nghĩ chỉ có như thế này thì ok này. Đấy, bây giờ chỉ có đứng thế này thì chắc là ok. Khoai nhỉ. Ôi, thằng này chưa dụng hết à? Dụng. Ôi giời ạ. À, này thì bao giờ mới có ram đây anh em. Bao giờ mới có ram đây. Thực sự chưa cái giao bán này nó mất dậy luôn đi. 224.000 đam bạn, khó đây. Thằng mất dậy này, nó định bắn mình đấy. Ôi, máy bay nó dập trời thế này. Áp lực quá. Áp lực quá bà con ạ. Hai thằng gãy rồi. Đấy, cái team nó phải như thế. Tôi đứng đây tôi bắn tôi quấy rối nó cho. Riêng cái mảng mà trên không cứ để tôi. Bẫy mồi làm cái gì? Là HQ26 bẫy mồi làm cái gì? Dọa thôi. Cứ lôi nó trôi vào mới là chính thì kìa. Mày nó rất sợ anh em ạ. Bắn như thế mà. Thôi. Ui. Em xin phép ủi lên thôi. Tâm này chụp ảnh Huy đi thôi. Phải phục thu được. Sao trận này đi thay đổi cái đồ khác anh em nhá. Đấy, làm cho anh em khoảng vài trận rồi đấy. Nói chung là nó đều ngót mà. Trận nào mình được bắn đam hơn thủ đấy. Mặc dù chỉ là HQ26 đam có 9.001. Trận này kiểu gì trả củ nữa đúng không anh em? Đấy, trận này kiểu gì trả làm củ nữa. Ui trời ơi, trận này thì khỏi phải chơi kiểu bắn máy bay. Trận này em không bắn chim nữa. Em bắn thẳng cái thằng thả chim luôn. Thằng nào thả chim ra đây cho ta bán. Ui dồi, dùng hết cả HQ26 anh em ạ. Sợ thật. Bắn thế nó mới giáp chứ nhỉ. 103.000 đam, tuyệt vời. 103.000 đam bắn từ nãy không chết 4 tên nữa. Hỗ trợ ạ. Hỗ trợ anh em. À trời. Đấy, trận này nhá, cũng một củ tư nhá. Đùa đâu, được một mạng anh em ạ. Được, nói chung là team trận này thì nó khá khẩm hơn. Chúng ta phải khẳng định level thì nó không hơn đâu. Nhưng mà được cái là cái kỹ năng ít nhất anh em không biết không biết cái cách mà kiểu lao vào thì cống hiến cho nó là được rồi. Hay số 3. Hình như là anh em chưa từng thấy mình chơi cái kiểu này bao giờ đúng không? Cái kiểu mà mình sẽ nắp full cái hay số 3 cho anh em á. Đấy. Anh em thích kiểu này không? Hay số 3 nhá. Ờ, ngư lôi đổi sang cái khác đi. Thực ra cái nhịp của cái ngư lôi top này là ok đấy. Mình sẽ đổi sang cái F21 đi. Đang nó to một tí. Rồi, cái còn lại giữ nguyên nhá. Coi như chúng ta sẽ bỏ đi cái dạng bắn cung. Bỏ đi cái cung tên. Và chúng ta sẽ chỉ giữ lại cái pháo A20 thôi. Vì thực ra thì nếu anh em có cái pháo này rồi thì mình khuyến cáo là cùng lắm thì nên nắp một khe thôi. Một khe đơn để phòng không thêm. Còn nếu mà không cần thiết thì thôi. Thì cái khẩu pháo này anh em thấy nó bắn rất là tín. Tất nhiên là bắn đang vào tàu thì nó sẽ không đau đâu. Nhưng mà bắn vào phòng không ấy thì nó cũng làm cái gì đấy nó hết sức là khó chịu. Thậm chí có thể hạ gục ngay một con bomber hoặc là một con máy bay không người lái đấy. Cường kích, tiếng kích thì nó do là nó có, thông thường nó sẽ có 3. Thi thoảng có những loại thì nó sẽ có 2. Tức là nó sẽ có nhiều. Có nhiều thì vì vậy một cái khẩu pháo anh em bắn sẽ không đủ đâu.
Có thể hôm nào đấy mình sẽ thử cái giao án lắp cái khẩu pháo này trên con Arkansas. Nó có 3 pháo mà anh em, 3 pháo mà lắp cái A20M này thì không biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra đúng không anh em. Bắn cho nó rụng sàn xuống nia luôn đi. Anh em có thấy có thích cái ý tưởng không? Phá cái khẩu pháo này này. Đấy, khẩu pháo này mà lắp Arkansas này, nó có 3 pháo ấy, nó dí ra thì cực tín luôn ấy. Ừ nha, để em sang đây em check cho. À, đồng đội mình đang đi check à? Thế thì thôi. À đây 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 đây. Có. Thấy rồi. Quay ra đây mình có mạng ngay. Chờ em tí nhá. Đây, bắn thử cái pháo cho anh em xem này. Đấy, anh em thấy không? Từ rất xa nhá, nó còn chưa kịp nhìn thấy mình mà mình bắn hết không một băng mà đã rụng rồi. Đấy, lại rụng tiếp này. Đúng không? Nghe cái khẩu pháo A20 này này, khi mà chúng ta bắn theo cái kiểu dạng từ xa này nó cực kỳ tín luôn. Chưa nói gì đến cái việc anh em sử dụng X3 pháo này nhá. nó nổ đam cực ngon luôn đấy. Đây. Tội gì đúng không anh em? Cái góc này như thế này thì tội gì đúng không? Sao tôi lại lùi cơ? Tôi không bắn thế nữa, tôi lại đứng này cơ. Đấy, mình biết mà, nó nói là mình xử mình. Tàu sân bay nó nhìn thấy. Đấy là lý do tại sao quả đấy mình muốn dừng lại. Hình như là có một thằng nó đang muốn ra đằng sau đít mình. Mà cứ bình tĩnh anh em ạ. Chơi này phải cứ bình tĩnh thôi. Muốn ra đây đúng không? Đây này. Không, thằng xíu thì chết rồi. Thằng sân bay nó muốn chạy. Sân bay vẫn muốn chạy anh em ạ. Đội nó thì đang cố ra đây để ke đây này. Hay không? Được, giữ lại tên lửa nhá. Ui trời ơi, cụ mít. Ôi trời ơi. Em phải khẳng định lại nhá. Trận này là em mang cái hay sông 3 đấy. May quá anh em ơi. May quá cái quả đấy tự dưng nó không kịp hồi cái pháo chính. Nó hồi cái pháo chính nó dở người của đấy luôn ấy. Nó biết sân bay bên nó bị bắn. Nó định ra nó quay. Yamato em cứ chơi trò này thôi. Hồn thế nhở. May thằng Yamato nó tỉnh ấy nhá. À quên, may thằng Yamato nó ngu ấy. Ôi thôi sao xong rồi. Người đồng đội tôi ơi. Thôi. Phải đứng đây tử thủ thôi anh em ạ. Đằng trước mình bị quay rồi. Giờ mà đi lên là cái thằng Yamato nó ăn chặt luôn ấy. Cho mày chết luôn. Đỉnh quá nhỉ. Giờ nắm cao thủ Bulava thế. Chết không? Anh em biết tại sao mình không dám chạy không? Anh em chắc biết thừa còn gì nữa. Mình mà chạy lên quả đấy thằng Yamato nó đứng lên nó hứng luôn ấy. Xác định là thôi đứng đấy, ăn được thì ăn, mà không ăn được thì thôi. Nào cẩn thận nhá, thằng Yamato pháo nó bắn đau lắm đấy. Hay là chạy ra xa nhỉ? Biết tao mày chạy ra xa thôi. Mày này, úi rồi anh em thấy không, nó đang ke mình đây. Còn lâu nhá. Con sâu này cứ chạy đi, con sâu này chết. Chơi mới ra mà tô anh em phải chơi kiểu đấy, không làm gì khác được. Máu yếu đi ra đây nó xí một cái thì bỏ quá tội. Asigara anh em thấy nó tí nào. Trận nào thì như trận nào, thắng thua nhưng mà cái đam của nó vẫn là top anh em nhé. Mắc top luôn đấy. Trận này mình chuyển cho anh em full cái giao án, đó là DF100 này.
buồn buồn đùa chơi chơi đi căng. Nắp cái pháo này thì đừng hỏi tại à cái loại tên lửa này thì đừng nói tại sao chết nhanh nhá. Đâu rồi cái khẩu pháo auto đâu rồi, SH-16 đây rồi. Đừng hỏi tại sao combo này chết nhanh nhá. Tôi phải nhắc lại nha, đây là một con tàu Ashigara mua trên shop bằng đô la. Nếu anh em mà không nhận được từ đâu, từ điểm danh hay từ đâu đấy thì anh em có thể mua được ngay khi đạt cái level 15. Dễ dàng chưa? Dễ có chưa? Let's go. Trận này nó có cho cái team nào nó phấn khởi hơn nữa không? Ui team này phấn khởi hơn rồi anh em ạ. Đấy chúng ta nhìn lướt nhanh qua chúng ta đã thấy là cái team này nó phấn khởi hơn nhiều chứ. Đưa. Ui xin lỗi nha. Em có thấy rõ ràng là em phanh lại rồi, khán giả của em là nhìn thấy em lùi lại thành chữ N rồi đấy. Do là em phanh nó giảm tốc nó hơi chậm, chậm khoảng 1 giây thành ra là vẫn đâm vào anh. Xin lỗi anh rất nhiều. Tầm này em không có bắn chim gì nữa, tầm này em nghiêm túc rồi này. Bắn chim nó yếu lắm. Nó cứ đứng trong bắn cũng chả có đam. 9100 đam xin một quả. 9436. Úi trời ơi. Chắc bằng đúng một quả sát thương to. Tôi nó đâu nhỉ? À, rồi. Ui, cái này giữ lại. À đây rồi. Ui, cả năm thằng ở đây á. Thế lại bình thường. Bắn cái này, tầm này là chưa phải ngắm rồi anh em ạ. Cầm cái khẩu pháo này phải ngắm rồi. Nhanh thế. Nhanh thế à, rồi ôi. Ơ thế là không chết à. Mình bớt lại một khe đơn. Ôi giời ạ. Này thì nan chàng, này thì nan chàng này. Ui dồi ôi, trắng máu. Em xin. Cái góc này của em đánh từ bên phải sang bên trái này. Á, hết người rồi à? Chưa được 2 phút. 2 phút, phút 3 phát. Còn 2 phát. Anh em với nhau. Nọt sàn xuống nia. Nọt anh em thì vẫn còn tôi ấy. Kiểu thế. Vẫn còn mình mà. 8 km nè. Thiên sư nhà nó chạy gì mà xa thế. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Theo sân bay đúng không? Đúng, theo sân bay là hợp lý. Ui sổ rồi. Nó biết nó không làm gì thằng ngầm nó ra nó dí thằng F-16 này. Phùi thế chứ nhỉ. Biết liệu có ra có phùi được hay không. Cái mát này thì khó lắm. Người lôi cũng chưa có góc để mà khóa thằng tàu ngầm kia. Thằng ý là K535 thì phải. Đúng rồi, K535 lúc đầu mình có check nó là như thế. Chắc là sân bay không có đủ cái sát thương. Tại vì một mình sân bay nó nhìn thấy thôi. Mình thì nhìn thấy kiểu nhìn thấy ở trên map chứ không có góc bắn. Mà thì chắc là nó chạy đây nó tử thủ rồi. Nửa cây máu. Ra đây chờ nhỉ, ra đây chờ tàu ngầm. Cho tàu ngầm cũng thể là một cái ý hay đấy. Hôm nay ông làm kiếm kẹp kẹp ở đây này. Kiểu dạng bảnh tè he ra. À nó đang muốn xử lý sân bay bên mình. Thằng tàu ngầm thì đang giúp cho thằng F-16 nó giảm bớt áp lực. Ok tôi mặc dù tôi không hiểu cái chữ Trung Quốc là cái gì, nhưng mà tôi có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là bạn đang chửi chúng tôi là không cover cho các bạn. Đấy. Hai là bạn đang kêu gọi chúng tôi tham cover. Đấy, tôi nghĩ là cái phương án đầu tiên chắc là nó hợp lý hơn. Xin cho bạn sân bay nhá. Bạn trả được bao nhiêu đam nhỉ? Sau khi bạn vẫn đang chat và đang chửi 64.000 đam một phát. Sau khi thằng Canada 35 lại làm nên chuyện ấy. Tôi chết rồi. Ôi rồi. Ok, thằng K535 này nó làm nên chuyện rồi. Hỏng rồi. Anh em có cố được đến đâu thì cố nhỉ.
nó sàn xuống nia rồi. Thằng F6 cơ, để tôi đi ra đây tôi xem. Này mới mất dậy chứ nè. Phục Toàn thôi đúng không? Rồi, Toàn. Ui. Không Toàn. Hay. Quá hay anh em ạ. Ui, sao đổ nó phối hợp nó hay thế nhỉ? Ôi trời ơi, K535 làm lên chuyện rồi. Hảo. Tôi cũng chịu thôi. Sorry anh em rất là nhiều. Ui giời ạ. Buồn không anh em? Ôi trời ạ. Sang đến nơi thì không kịp. Ai, đây là lý do tại sao mà F21 nó bị giảm giá như thế đây. Đây này, còn thằng F125 chứ không phải F126 anh em ạ. Ôi trời ạ. Level 39. Đó là lý do tại sao mà anh em thấy rõ ràng là cái chỉ số của F21 nó ngon, nhưng mà do nó không kháng được bẫy mồi từ tàu ngầm thì ra nó bị rẻ hơn rất là nhiều. Có thể nói là rẻ gấp đôi so với loại ngư lôi Tiger Shark. Mà cái quả đấy rõ ràng là tính cái quả F21 quả đấy nó trôi vào là chết. Nhưng mà tại sao quả đấy lại không chết, nó lại hồi kịp nhá. Chắc là chỉ khoảng nó hồi chậm khoảng hơn 1 giây nữa thôi. Cái bẫy mồi ngư lôi nó hồi chậm hơn 1 giây nữa quả đấy là nó chết rồi đấy. Nhưng mà tự dưng nó lại hồi đúng lúc thế. Không biết chi này nó lại né được cái quả ngư lôi chí mạng cuối cùng thì nó lại sống. Đồng thời thằng F125 nó đẩy lên. Mình nhìn ở trên cái tab của đấy mình cứ tưởng F126. Tại mình không nhìn được nó từ đầu trận rồi. Nó núp ở mãi ở một bên. Thật ra đấy thì chỉ có trách team thôi chứ cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc đầu có lợi thế như thế là ra ăn không biết là có gần 2 phút là ăn được 2 hay 3 thằng gì đấy. Vẫn thua. Đây rồi, trận này ngon hơn rồi anh em nhá. Đấy, tự dưng sau trận, không phải là sau trận đấy mà gọi là sau mấy trận ấy, tan nát đến mức độ như thế. Và cuối cùng nó ghép cho chúng ta một cái team ngon này này. Asigara nó không phải là yếu đâu, con này thực ra là chơi rất là tốt đấy. Chẳng qua là mình cứ gặp phải cái team nó kiểu nó nửa đời quá. Nó chỉ dừng lại cao nhất là cái mức độ gọi là biết chơi thôi, chứ còn mà tinh quái thì chưa thấy. Trận này thì chắc chắn là sẽ gặp rồi. 4 tên lửa thì nó khác gì so với con CGX đâu, mà cái thân xác nó nhỏ hơn, nó là khu trục. Đây này. Cái góc này thì không bắn được cái thằng ấy kia. Đấy, góc này thì bắn được này, Masaku xẹt thì bắn được này. Ok, bắn tôi tôi lùi thôi. Tôi đã bảo rồi mà. Tôi chỉ cần một cái team nó biết chơi thôi. Đấy, như thế này anh em thấy rõ ràng nó đi chung với nhau đúng không? Team mình ấy, nó đi chung với nhau như thế này thì bố nó cho thêm tiền nó cũng chả dám đúng không? Team như thế này chơi nó mới ấm lòng nhé. Em sẵn sàng là người khai màn. Ôi giời, chưa gì mắt xà toang. Đấy, bây giờ anh em lại đầy máu cứ thế mà ủi lên thôi. Ôi giời, ước gì từ đầu clip gặp được mấy ông này phải ngon hay không thì thò đây. Muốn đấu à? 4 tên nữa nhá. 283. Tôi phải nhắc lại là 283 nó out meta lâu lắm rồi đấy. Cẩn thận nhá. Cứ cẩn thận nhá. Có mấy lúc gặp quỷ thần đấy. Đấy là cái thằng nữa là lại ra này. Đây, tôi dừng lại cho. Ngầm à. Ngâm thì trận này nó con này còn ngon hơn cả cái con Kanabanam, nhưng mà với ngư lô này thì lại rất là tự tin. Nó lại sợ, chính nó là cái thằng sợ đấy chứ. Ui, cái gì đấy? Thằng nào đây? À, thằng 283, cái thằng này là cái thằng sống sót lúc nãy này này. Chết không? Không chết. Rồi, xong rồi đấy. Gây là xong rồi đấy. À, mới bắn mình. Đang mất dậy nè. Chết. Thấy đau quá thì bảo một câu nhá. Kinh quá nhỉ, nó đang vây anh em ạ.
thích áp đảo tại ra. Hai tám ba rồi, ao meta lâu rồi cố mà chơi, thân xác cũng to chứ. Đấy anh em nhìn không, trận này gặp cái team này nó có thua kém gì so với những con tàu pass hay những con tàu vip khác đâu, bình thường mà. Kỷ niệm cho anh em nốt trận nữa nha. À, trận này thì mình sẽ tính xem thay đổi cái gì không. Tên lửa giữ lại đi, giữ lại mình sẽ nắp sang cái UUM125. Đấy có một khe thôi anh em nhá. Pháo rồi, được đã chuyển sang cái mark 71 đi, làm một phát một thôi tán luôn nhá. Kỷ niệm nó trận cuối cho anh em đây, mang mấy cái giao án thì gặp mấy cái thằng nó bình thường cả thôi nhưng mà sao nó khổ thế, không biết chi thì nó vui thế nó quỳ mình ạ. Được cái trận chắc thắng thì vẫn toàn cả năm ba năm nó làm đến chuyện đấy. Chắc thằng ấy là sướng lắm đấy. Ông nào đây, ông tổ ngầm này nghi này, ông tổ ngầm cổ điển, tổ ngầm thất truyền. Ông nào ở đây, 080 Kirov à? À đâu, Nakimoto chứ. Let's go anh em ơi. Trận này thì ok rồi, Nakimoto, Ohio biết ngay là tổ ngầm Ohio. Usakov, Ashigara, team mình có thể nói là mạn nhãn. Bên bạn thì có CGX, Kirov, 054B. Trận chiến của toàn những con tàu xốp, chắc có mỗi cái con 054B, con tàu pass. Đúng là như vậy anh em ạ. 10 người thì 9 người tàu xốp. Trận nào cũng thế mà. Thằng tàu ngầm. Từ từ nhá, chờ em tí. Em có việc, em xử lý thằng này cái đã. Cho thằng này nó nọt sàn xuống nia luôn. Vớ vẩn với chúng tôi là không được. À, rồi, ok ok. Đây. Nó muốn chạy ra cái đằng này. Ui, lại có thế này nữa. Ui trời ạ. Dính anh em ạ, dính đấy, quả đấy dính đấy. Không tới thôi. Không tới thôi, đi lên. Đi lên đây là có việc cho anh em đấy. Đấy, cái này nó bắn chỉ có một viên thôi nhá, cái mark 71 đấy. Anh em phải tiết kiệm vào. Anh em phải tiết kiệm từng phát bắn của mình vào. Trời ơi, bắn tin như ngày nào anh em ạ. Quá tin luôn. Đấu khẩu nhẹ 2 tên được 368.000 đạn. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mấy. Ba thằng đứng đầy nó thơm thế chứ nị. Tại vì bây giờ mình đi vào gần thì mình sẽ bị lộ, tại vì nó có trực thăng. Ui bên kia yếu kìa. Pop mấy trái ạ. Kinh quá nhở. Không ổn. Tưởng cái nào cũng không ổn lắm. Nước xa là không cứu nổi nửa gần đâu nhá. Chạy. Tí nữa mình chạy. Trận cuối đấy, trận cuối đánh cho nó cẩn thận tí anh em. Rồi. Ok rồi. Bây giờ cái vấn đề là team mình xử lý như thế nào thôi. Quả đấy mình xử xong hai con trực thăng cho anh em rồi đấy. Trận đấu toàn kiểu đi bộ như thế này mà.
nó phải đi lên chứ. Nào, ông này ngáo ngáo này, ông này ngáo ngáo đi lên là chết này. Đấy, thì đây là cái lý do tại sao mà team hay thua nó là như vậy đấy anh em ạ. Team hay thua nó là như vậy đấy, nó có những cái thành phần nó như kiểu như vậy ấy. Thế có phải ông đứng ở nhà ông không đi lên là ông không chết được không? Ba thằng đấy thì xác định tầm này nó đứng có tử thủ luôn rồi. Xót ruột rồi chưa? Anh em thấy không? Nó đi rất đều luôn nhá. Nó không đi là nó sẽ không đi, nhưng mà nó đi là nó đi cực đều luôn. Thế mình mất dậy chứ nị. Wow, hay không kìa. Nhìn team nó mà ôi phát thèm lên luôn ạ. Thật luôn ý. Ui nhìn team nó chơi kìa, phát thèm lên luôn. Đi chung với nhau này. Ông này này này, không biết là bây giờ ông này làm cái gì đây. Quay về mà cứu đội đi còn gì nữa. Ôi trời ơi. Nhưng mà nói thật nhé, nhìn các team nó đi chơi như thế này khi thấy xấu hổ luôn ấy. Đấy, nghĩa là cái số phận các bạn thì cũng đi qua đây thì chắc là cũng còn một tí máu. Kinh thật. Wow. Ô level 26, level 32 và level 26. Kinh không? Anh em thấy nó chơi có hay không? Đi chung với nhau luôn. Dừng lại là sẽ dừng. Thế thì ai mà chơi được? Cảm giác nó còn rắn hơn cả những ông level cao quá. Giờ ông Tùng ngầm đi kìa. Ông Tùng ngầm cuối cùng. Bây giờ còn có sức trụ nổi nữa không chứ nhỉ? Nó không tách ra là bắt đầu thấy khoai đấy nha. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. Sợ quá, chơi thế này thì sợ quá. Khó đấy anh em ạ, không thắng được rồi. Nhìn thế này là biết rồi. Quá là nhục nhã luôn đi ạ. Chạy thôi. Nó không tách nhau ra anh em ạ, nó cứ đi chung vào với nhau thế này. Cái vấn đề là ở cái chỗ đấy. Nào mày ra đây. Đây là cái cửa thắng duy nhất. Ui dồi ôi, gặp Nakimoth kìa. Đúng là gặp Nakimoth kìa, anh em thấy nhục nhã chưa? Anh em thấy nhục nhã chưa? Vẫn chết. 2 triệu mốt đam. RSM Bulava. Ôi trời ơi, nó không tách nhau ra thì không chơi được. Nó đi chung với nhau như thế này. Ủa, toàn mang Bulava anh em ạ. Những cái thành phần mà nó không đi team với nhau nhưng mà nó lại có cái sự kết hợp rất ăn ý với nhau. Thôi chịu. Tầm này thì tôi cũng xin chắp tay tôi quỳ gối thôi. Náp nợ gaming với cái team này rồi. Ôi giời à. Tưởng có cái góc ngon. Từng ông một đi lên nộp mạng. Ok, có lẽ là mình cũng chỉ dừng clip lại đây thôi. Đấy, vừa rồi mình đã làm cho anh em một vài trận đấu với con tàu Ashigara. Món tàu mà gây sát thương thì cũng rất là tốt thôi. Con tàu này thì phế chứ không phải là phế. Trận nào anh em cũng thấy đấy, cái sát thương nó thì rất là bàn càng rồi nhá. Sát thương cực to luôn. Nhưng mà chẳng qua là cái số mình hôm nay thì ghép toàn phải đi team nó quá là lỏ thôi, cũng không làm gì được. Đội bạn không hiểu tại sao nó chơi cực hay luôn nhá. Ôi, nó ghép nó kiểu khá là khó hiểu. Mình thì cũng level ngang ngang như vậy mà tại sao lại ngáo thế được nhỉ?
hơi bị khó giải thích. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.